Rồi vô sửa nè. Rồi bây giờ sửa bài mấy câu trắc nghiệm trước đi. Bài này sửa rồi phải không? Bài này sửa luôn rồi. Rồi làm thầy trang số 2 đi. Làm mấy cái bài trắc nghiệm này trước rồi sau đó làm mấy bài tự luận. Trang số 2. Lẹ lẹ nha. Đây số 6 nè. Chơi quá khứ đơn hoặc là hiện tại hoàn thành các bạn ha. Quá khứ đơn thật sự nó chỉ có một số dấu hiệu kia thôi. Còn hiện tại hoàn thành là nó có 6 cách dùng một bữa thầy hướng dẫn các bạn đó. Trang số 2 em. Trang số 2 nhưng bài này. Rồi câu số 1. Thầy sửa lẹ luôn này các bạn. The floor looks dirty. Cái sàn nhìn rất là dơ. Các bạn thấy chưa, lúc nó đã là hiện tại đơn rồi. Cho nên vế sau nó phải là hiện tại đơn luôn nè. Vế sau nó không phải là hiện tại. Được chưa các bạn? Bây giờ mình đang phân biệt giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành mà, hiểu không? Này nghe câu đầu hiện tại rồi thì vế sau nó cũng phải là hiện tại luôn. Được chưa? Rồi, cái sàn còn dơ quá. Tôi chắc là bạn vẫn chưa lau dọn nó, vẫn chưa chùi nó, đúng không? Thì cái việc mà chưa cái gì đó, chưa làm thì dùng hiện tại hoàn thành thầy, đúng không bạn? Thì chỉ thầy đi. You haven't cleaned up. You haven't cleaned up. Clean thêm ý đi thầy, rất là đơn giản. Được chưa? Tiếp tục câu số 2. Mình có cái từ gì rồi các bạn? Nhìn từ đầu tới cuối như dấu hiệu. Thầy có từ gì rồi? Last night thì chắc chắn là chia với thầy đi. Did you, đúng không? Một khi có did thì động từ phía sau phải nguyên mỏng. Did you enjoy the party last night? Tiếp tục câu số 3. Mình có chữ gì rồi? Chữ just với các bạn. Phía trước đây là có isn't rồi, đúng không? Hiện tại thì phía sau cũng hiện tại luôn. Được chưa? Rồi thì các bạn chia thầy. I think someone has just had someone chủ ngũ suýt. Cho nên là has just vị trí đâu? Ở giữa với thầy. Just take qua cục 3 thành taken. Đối với cái trường hợp chữ just này, các bạn nhớ chữ just hoặc là chữ already, các bạn dùng quá khứ đơn vẫn được, vẫn chấp nhận. Nếu mà các bạn sử dụng tiếng Anh Mỹ, người Mỹ người ta sẽ dùng just took, hiểu không các bạn? Đó, cho nên các bạn dùng quá khứ đơn thì không sao. Nhưng mà mình đang học tiếng Anh cho nên là dùng hiện tại thôi. Nhớ thầy, someone, everyone, nothing, everything là chủ ngũ suýt, thì dùng thầy đó chính là has. Tiếp tục câu sister, mình có cái gì từ gì rồi các bạn? Xin rồi. Cho nên là sau xin dùng thầy gì? Quá khứ đơn, vế còn lại dùng thì bà hoàn thành. Rồi, đây gì đấy các bạn? Đây nhiều lần chết rồi em, trời đất ơi trời. They have known. Rồi, đơn giản ha. Thì có là gì thầy đi các bạn? Họ đã biết nhau kể từ lúc họ còn nhỏ. Được chưa? Các bạn nhớ, không phải lúc này, không phải lúc nào các bạn nhìn vào một câu, các bạn chỉ xin một cái là các bạn chọn hiện tại hoàn thành. Vẫn chưa. Các bạn phải coi thử chữ xin này nó mang nghĩa là gì. Được chưa? Bởi vì xin đôi khi nó là con mang nghĩa là gì các bạn? Bởi vì. Đúng không các bạn? Bởi vì. Ok các bạn ha. Cho nên các bạn phải coi kỹ. Ta nói các bạn làm những câu mình chắc chắn mình làm được thì phải coi kỹ. Được chưa? Xin đôi khi còn mang nghĩa là bởi vì. Mà bởi vì dùng trong quá khứ được không? Được sao không? Được chưa? Cho nên coi kỹ ha. Tiếp tục câu số 5. Có chữ ever chưa? Có chữ ever dấu hiệu của hiện tại thành cụ thể là trong cái cách dùng nào bữa thầy nói các bạn? Sử dụng hiện tại hoàn thành với ever mà có trong câu phía trước đó có câu gì các bạn? So sánh nhất, đúng không? Mô hình so sánh nhất rồi, chia thầy he gì đây? He has gì đó? Ever met. Đúng không? Dịch thầy đi. Họ là những người kind-hearted, những người tốt bụng nhất mà anh ấy từng gặp. Ever từng gặp. Has ever met. Chủ ngữ số ít cho nên phải dùng has. Tiếp tục câu 6. Mình có chữ was chưa? Có chữ was là chắc chắn là quá khứ chứ không thể dùng hiện tại nữa. Được chưa các bạn? Cho nên là he thành be thành gì thôi. Was luôn. Đây đúng với trường hợp mà các bạn không biết từ vựng, đúng không các bạn? Anh ấy đi trễ ngày hôm qua bởi vì anh ấy stuck in the traffic jam. Là gì các bạn? Bị kẹt xe. Được chưa? Stuck in the traffic jam. Đó chính là kẹt xe. Stuck là kẹt đó các bạn. Được chưa? Rồi mình có chữ last now quá dễ rồi, he gì thôi. Đọc này, donate, nhắn vô thứ hai cho thầy. Donate thì quá khứ chứ còn gì thôi. Donated. Nhưng mà các bạn cũng để ý thầy,
nó có bị động nữa hay không. Nhớ cho thầy nha, các bạn thường các bạn suy nghĩ bị ẩu á, được chưa? Cái suy nghĩ đầu tiên đó chính là coi thử câu này nó đang ở thì nào. Cái thứ hai, coi thử câu này đang ở thể nào, khẳng định, phủ định hay câu hỏi. Hiểu không? Đó là hai bước đầu tiên. Bước thứ ba là coi câu này nó có động từ hay không, được chưa bạn? Bước thứ tư là coi câu này chủ ngữ là ít hay nhiều, được chưa? Rồi bước cuối cùng là coi thử câu này nó có bị động hay không, được chưa? Coi kỹ để làm một câu. Thì đôi khi trường mấy đứa hay đánh lừa cho nên phải coi kỹ. Thì câu này anh ấy đồ này thì chắc chắn các bạn biết đồ này rồi là gì các bạn? Quyên góp thôi, được chưa? Thì chắc chắn là anh ấy quyên góp rồi, được chưa? Nếu mà chủ ngữ là gì, tiền, thì chắc chắn là tiền nó phải được quyên góp. Các bạn hiểu không? Cho nên phải coi câu này chủ ngữ nó là gì để biết được chủ động bị động. Thì này về chủ động rồi, cho nên chúng ta phải đê. Ngâm ngó anh ấy đã quyên góp 99% his fortune. Fortune là cái tài sản của anh ấy á. Để chỉ học thầy chữ fortune. Rồi học thầy một cụm make a fortune. Kiếm được một gia tài. Lại kiếm rất nhiều tiền á. Make a fortune. Make a fortune. Kiếm nhiều tiền. Hoặc là kiểu như là kiếm được một cả kiếm được cả một cái gia tài là rất là nhiều tiền, hiểu không? Kiếm rất là nhiều tiền. Make a fortune. Fortune trong trường hợp này là gì? Là tài sản này, được chưa? Make a fortune. Bây giờ thầy nói là gì? After the World Cup, there will be some people who will make a fortune. However, there are also people who are stuck in debts. Các bạn nghe kịp không? Chắc chắn cái từ debt có thể các bạn chưa biết. Được chưa? Nhưng mà bây giờ thầy nói là gì? Kết hợp với stuck luôn. Được chưa? Thầy nói lại. After the World Cup, there will be some people who can make a fortune. Sau cái World Cup thì sẽ có một số người, một bộ phận người sẽ trở nên giàu có. Ví dụ thắng độ này nọ kiểu đó, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số người như nào đây các bạn? Thì kiểu như là stuck in debt. Stuck, mình vừa mới học stuck là gì các bạn? Kiểu như là mình stuck in debt như nào các bạn? Kẹt nợ, kẹt tiền á. Hiểu không các bạn? Đó là bị thu tiền này rất là nhiều. Hiểu chứ các bạn? Là ôn lại thầy chữ gì? Chữ stop. Ok các bạn ha. Rồi. Chưa gì, chưa học mà mấy đứa con gái nãy mới cưới. Bắt đầu nó cá độ. Quá dữ dội. Rồi, tiếp tục. Các bạn nhớ charitable organization đó chính là những cái tổ chức từ thiện. Nhớ organization là danh từ rồi, trên phía trước nó phải là tính từ. Charitable, nhấn vào phía nhất các bạn ha. Charitable. Đây là tính từ của danh từ charity. Các bạn biết chữ charity đúng không? Đó chính là buổi từ thiện. Còn này là tính từ, thuộc về từ thiện hơi nóng đúng không? Máy này tự nhiên như nắng. Thầy chỉ thích trời mưa. Rồi câu số 8. Các bạn đã thấy từ gì rồi? Xin rồi. Kể từ năm 96 cho nên là chắc chắn phía trước là I have been. Được chưa các bạn? I have been a member. Tôi đã là gì các bạn? Tôi đã là cái thành viên của cái tổ chức non-profit, là tổ chức gì các bạn? Phi lợi nhuận kể từ năm 1996. Học này non-profit đó chính là the organization luôn, đó chính là tổ chức phi lợi nhuận. Các bạn hiểu tổ chức phi lợi nhuận không? Lợi nhuận là kiếm được tiền, còn phi là không á. Ví dụ phi lý, đúng không các bạn? Phi là không á. Được chưa? Tổ chức phi lợi nhuận kiểu như là mình chỉ giúp đỡ thôi. Ví dụ mà có những có rất nhiều tổ chức về y tế, về HIV này nọ, kiểu đó cũng là tổ chức phi lợi nhuận. Các bạn tới các bạn xét nghiệm các bạn đâu tốn tiền. Hiểu không? Thì phải có profit, nó mang nghĩa là cái lợi nhuận. Được chưa? Ai biết được profit nó sẽ đi theo với danh từ gì? Động từ gì thầy nhỉ? Kiếm được lợi nhuận á. Profit. Kiếm được lợi nhuận đi theo động từ gì? Make a profit, đúng rồi, chính xác. Thì make a profit nó giống như cụm này vừa mới học, make a fortune. Nhưng mà make a fortune là kiếm được nhiều tiền hơn, hiểu không? Make a profit. Ok ha. Cái này liên quan tới kinh doanh các bạn ha. Thì cái này các bạn học luôn để thường đề thi
đục lỗ nó thường xảy ra, bắt các bạn tìm một động từ đi theo với chữ profit thì các bạn biết. Nhưng mà lớp 12 chắc chắn là nó sẽ hay ra cái này nữa. Được chưa các bạn? Make a profit, make a fortune. Đây gọi là collocation. Đề thi có thể bắt các bạn tìm động từ nào mà nó sẽ đi theo một cái danh từ cố định. Hiểu không các bạn? Ví dụ đơn giản thôi là homework thì các bạn đi theo động từ gì thôi? Do. Được chưa? Chụp hình thì cái đi theo gì, động từ để theo với photo. Take sao mà mát được? Take a photo. Hiểu không? Đó gọi là những cái collocation. Lớp 12 thì thầy sẽ dạy các bạn kỹ hơn. Rồi tiếp tục con số 9. Mình có từ gì rồi? Since. Sau since dùng quá cái đơn với con lại thì ta hoàn thành. Được chưa? She thì gì đây? She has made. Được chưa? Tiếp tục. Quá là dễ rồi. Nè, friend thì phải đi theo với make. Được chưa bạn? Make friends. Được chưa bạn? Đó, friend thì đi theo make cho bạn, kết bạn á. Chứ không có làm bạn, làm bạn, làm bạn cũng được đúng không? Nhưng mà thầy hay hơn là kết bạn. Câu số 10 đã có last month rồi, feel đó là thành gì thôi? Felt. Được chưa? Felt. Tháng trước tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mà tôi đã nấu một bữa ăn cho người cao tuổi, người già, vì elderly, đó chính là người cao tuổi các bạn ha. Tại một cái nursing home, ở đâu đây? Viện dưỡng lão. Nhớ thầy, nursing home chứ được là nursing house nha. Cái này cũng liên quan tới collocation, phải là nursing home. Được chưa? Viện dưỡng lão, nursing home. Bởi vì home nó là thường nó sẽ nói về gia đình. Được chưa các bạn? Mà viện dưỡng lão thì những người già ở với nhau như là gia đình, cho nên ta sẽ dùng đó trên nursing home. Nursing là kiểu như là chăm sóc á. Được chưa? Được người khác chăm sóc như người lớn tuổi, nursing home. Rồi. Cái bài tự luận này để bữa sau làm cũng được. Rồi làm thầy mấy bài trắc nghiệm này lẹ nè. Có số 1. A new house for the homeless children. Đó. Một cái ngôi nhà mới thì chắc chắn là ngôi nhà nó chắc chắn phải như nào các bạn? Phải được. Đúng không? Nó đã được xây dựng cho người, cho trẻ em vô gia cư. Được chưa các bạn? Rồi, câu B. Thật vậy sao? Nó đã được xây dựng khi nào? Thầy nói các bạn quen thì luôn luôn dùng những bạn quá khứ đơn. Cho nên câu này dùng quá khứ đơn. Vế sau các bạn ha. B, C, D. Đúng không các bạn? Mà câu thì các bạn sẽ nghĩ chọn câu gì? Câu B loại bỏ đi bởi vì phía trước nó đã dùng kiểu như là quá khứ đơn. Cái này không có bị động, cái đang chủ câu B đang chủ động đúng không? Thì bỏ. Một nó là câu C, hai nó là câu D. Được chưa? Thì các bạn sẽ chọn câu gì? Câu D. Được chưa? Thì câu này thầy sẽ có đề lý do tại sao các bạn, bởi vì là một ngôi nhà mới vừa mới được xây dựng. Đúng không các bạn? Thêm một cái nữa đó chính là đã xây chưa? Xây rồi. Nó có biết được xây dựng khi nào không? Không. Nó vẫn còn kết quả hiện tại thì dùng hiện tại thành. Nếu cái này dùng quá khứ đơn khi mà nó nói kiểu như một vài tháng trước hay là năm ngoái thì mới dùng quá khứ đơn. Hiểu được chưa? Còn không đề cập đó chính là thời gian thì dùng hiện tại thành. Một việc vừa mới xảy ra vẫn còn kết quả hiện tại, không đề cập một dấu mốc thời gian ở trong quá khứ. Được chưa? Tiếp tục thì coi nhớ thầy, coi thầy đó chứ nó có bị động nữa không, có quen là dùng quá khứ đơn ha. Tiếp tục câu số 2. Rồi đã có chữ xin rồi, sau xin mà có lát nữa chắc chắn dùng sau xin rồi. Thầy nãy vừa nói rồi, sau xin thì dùng gì luôn? Quá khứ đơn thì chọn có gì? Sau xin là dùng quá khứ đơn, vế còn lại mới dùng hiện tại hoàn thành. Được chưa? Nhắc lại it has been ages rồi, như các bạn đã rất là lâu rồi, kể từ last, kể từ gì đấy, là cuối cùng tôi gathered kiểu như là gặp gỡ bạn bè của tôi. Được chứ? Bạn học thầy gather nó mang nghĩa là gì các bạn? Đó chính là tụ họp, tụ tập, tập trung. Được chứ? Gather together. Gather. Những từ này từ đơn giản các bạn ha, đó chính là tụ họp, tụ tập, tập trung. Tiếp tục câu số 3. The Prime Minister, our university. Rồi, Prime Minister là ai các bạn? Prime Minister là ai? Không, thầy nói chính là Thủ tướng. Prime Minister, Thủ tướng.
Thủ tướng đã đến thăm trường đại học của chúng tôi. Anh ấy đã nói chuyện với học sinh về cái gì đó. Ngày hôm nay, được chưa bạn? Thì today thì các bạn vui lòng dùng quá khứ đơn như thầy. Được chưa? Cho nên với sau là dùng quá khứ đơn thì chỉ có câu này và câu nào? Câu A và câu B. Đúng không? Mà câu này các bạn sẽ nghĩ chọn câu gì? Chọn thầy câu B luôn. Đã đến thăm, được chưa? Rồi sau đó anh ấy đã nói chuyện. Được chưa bạn? Hành động nó liên tục xảy ra, đúng không bạn? Kể trong quá khứ. Nó có thời điểm cụ thể rồi, ngày hôm nay, được chưa? Nhưng mà học xong từ vựng nha. Thủ tướng đến thăm, đã đến thăm trường đại học chúng tôi. Anh ấy gì đây? Anh ấy đã nói chuyện với học sinh về cái orientation, cái việc định hướng về nghề nghiệp tương lai. Học này orientation đó chính là sự định hướng. Orientation đó chính là định hướng. Học từ này nha. Orientation là cái sự định hướng. Định hướng nghề nghiệp á, biết không? Ví dụ sau này năm sau mà mấy đứa lớp 12 đi thì chắc chắn nó sẽ có một số cái trường đại học hoặc là một số chuyên gia về giáo dục về nhà mấy đứa lên trường mấy đứa để cũng như là định hướng nghề nghiệp cho mấy đứa, hướng dẫn mấy đứa trước khi vào ngưỡng cửa đại học thì mấy đứa nên cần chuẩn bị cái gì, nên cần trang bị cái gì, được chưa? Giờ hiện tại là mấy đứa đã có kiểu như là kế hoạch trong đầu của mình chưa? Chưa hả? Ừ, còn sớm, không còn phải lo lắng. Nhưng mà thầy vẫn khuyên mấy đứa là cứ ra Nha Trang học cho gần gia đình mình, chứ vô Sài Gòn cô đơn á. Đi đâu ít nghề? Ủa sao học trong Sài Gòn? Nhưng mà học trong Sài Gòn biết biết sao không? Nó bị gọi là xô bồ quá. Xô bồ lắm mấy đứa. Cô đơn nữa, đông người nhưng mà cô đơn. Với lại mình dễ hay bị gọi là bị cám dỗ, hiểu mấy đứa? Đặc biệt là mấy đứa con trai hay dễ bị cám dỗ lắm. Rồi tiếp tục câu số 4. Nhắc lại thầy Prime Minister là ai? Thủ tướng. Được chưa? Rồi thầy có orientation là cái sự gì? Định hướng. Tiếp tục câu số mình có chữ xin chưa? Tập chốt. Chữ xin thì chắc chắn trước đó là gì? Hiện tại. Trời. Trước xin. Được chưa? Thầy nói sau xin gì dùng quá khứ đơn, vế còn lại dùng hiện tại âm thanh. Được chưa? Thì phía trước dùng hiện tại âm thanh ha. Thì câu gì? Một là câu B, hai là câu C, đúng không? Rồi nhưng mà vế sau thầy có in 2010 rồi thì chắc chắn dùng gì? Quá khứ đơn. Thì chọn thầy câu C. Thì Bill Gates là đã gì đây? Quyên góp được 4,6 tỷ đô cho từ thiện kể từ năm 2000. Được chưa? Cái này cụ thể là gì các bạn? Là tạo ra gì đó với số lượng bao nhiêu, đúng không? Dùng hiện tại âm thanh ta nói chứ. Rồi năm 2010 thì anh ấy đã hứa kiểu như là trao tặng at least là gì mới đó, ít nhất là phân nửa cái wealth là cái gì, cái tài sản cái gia sản của anh ấy, đồng nghĩa với cái gì thôi mới học sao là fortune. Được chưa? To charity. Wealth đồng nghĩa với fortune. Được chưa các bạn? Tính từ của nó wealthy là gì các bạn? Wealthy là giàu có, thịnh vượng. Được chưa các bạn? Wealthy là very rich các bạn. Có số 5. Sau sinh thì dùng thầy gì? Quá khứ. Cụ thể là quá khứ đơn, chỉ bị tùm lum quá khứ mà. Thì một là câu gì, hai là câu gì? Đầu tiên trước câu A hoặc là câu C. Rồi câu phía sau thôi. Kể từ khi một cái cầu mới được xây dựng vào năm 2014 thì trẻ em thì chắc chắn là sau sinh thì dùng quá khứ đơn, vế còn lại. Tại sao thầy kêu là vế còn lại mà không được gọi là vế trước? Bởi vì đôi khi là chữ xin sẽ đứng đầu câu, cho nên phải tao nói vế, cho nên đôi khi là xin nó đứng đầu câu, đứng cuối câu. Được chưa? Cho nên không biết vị trí nào cho nên thầy mới nói là vế còn lại. Thì trong trường hợp này là vế còn lại là nằm phía sau. Dùng thì thầy các bạn hiện tại không thánh, đúng không? Đó kìa, thì chọn thầy câu à. Với lại thêm một cái định nghĩa nữa, nếu mà chọn câu C là gì? Trẻ em ở gọi là cái làng gì đó thì bơi qua sông hả? Đúng không? Được thì phải là không còn nữa. Xe cầu còn bơi gì nữa? Được chứ? Không còn bơi. Được chứ các bạn? Rồi xong cái phần trang này, nhảy sang trang thứ 3.
At the last meeting. Vào cái buổi họp vừa rồi. Được chứ bạn? Vào buổi họp vừa rồi thì student union là gì? Hội học sinh. Được chưa? Đó, hội học sinh. Và thầy có youth union là gì bạn? Bữa thầy nói bạn youth, đoàn thanh niên, đúng không? Còn student union là hội học sinh thôi, hội sinh viên, hội học sinh. Thì đã quyết định là who là gì bạn? Tổ chức, đúng không? Tổ chức gì đó tính sau đi ha. Ok các bạn. Rồi, thì đối với cái trường hợp này, cái đầu tiên các bạn quyết định thì các bạn chơi hiện tại thành hay là quá khứ đơn? Ờ, các bạn thấy cái last chứ? Thì dùng gì luôn các bạn? Quá khứ đơn. Được chưa? Thì một là câu B, hai là câu D. Đã quyết định. Được chưa? Đã quyết định tổ chức một cái gì đó cho trẻ em mà bị đây, mà bị bệnh ung thư. Thì cái đối với cái trường hợp này các bạn chơi gì? Quá khứ đơn hay hiện tại đơn? Quá khứ hiện tại? Mới dùng quá khứ. Cái dùng hiện tại đơn chứ các bạn, bởi vì những cái đứa này nó như thế nào các bạn? Thực tế nó bị ung thư rồi mà. Đúng không? Thì chọn hiện tại hoặc hiện tại đơn, thì câu này chọn phù hợp đó chính là câu D. Được chưa? Học thầy craft. Craft nó mang nghĩa là gì các bạn? Thủ công. Craft là thủ công. Exhibition là gì các bạn? Buổi triển lãm. Buổi triển lãm nghệ thuật và kiểu như là đồ mỹ nghệ. Thủ công thì gì là đồ mỹ nghệ các bạn nhớ không? Đó thì có thể gì là đồ mỹ nghệ hoặc là thủ công. Hiểu đồ mỹ nghệ không? Đồ mỹ nghệ là đồ mà kiểu như người ta làm tay á, ví dụ như cái gỗ của bạn đây nha Trang, các bạn thấy. Hiểu không? Để raise money để gì đây? Gây quỹ cho trẻ em mà bị ung thư, suffer đi theo giới từ from. Dạ đúng không? Suffer. Tiếp tục số này. Có gì xin chưa? Xin 2015 thì trước đó dùng hiện tại thành một là câu A, hai là câu D. Thì vế sau là có chữ gì rồi? Ago rồi, đúng không? The last time nữa cho nên dùng gì các bạn? Quá khứ đơn thì chọn thầy phù hợp nhất là câu D. Chỉ còn những dấu hiệu làm được rồi, đâu còn biết nhiều nghĩa. Nhưng mà thầy vẫn khuyến khích các bạn phải học có từ vựng thì các bạn mới chắc chắn được câu này mình làm đúng. Được chứ? Còn nhìn vô dấu hiệu hay mẹo thì nó kiểu như là nó mông lung như trò đùa vậy á, đúng không? Dịch nè, một gì các bạn, một gì đây? Một nhóm phụ huynh Việt Nam, người mà đang sống ở Úc. Để gì đây? Để sao mà thu hoạch? Để kiểu như là thu gom những cuốn sách tiếng Anh cũ cho từ thiện kể từ năm 15. Lần cuối cùng mà họ gửi sách về Việt Nam là khoảng 2 tuần trước. Nhớ the last time thì vế sau và có was. Còn last thì có was không? Học, bữa đó rồi kỹ rồi đúng không? Câu số 8 có chữ ever rồi, cho nên là chọn gì? Vế đầu tiên dùng hiện tại hoàn thành các bạn ha. Một là A, hai là B. Rồi, vế sau thì như thế nào? Thì các bạn phải biết chữ bad là gì? Đúng rồi, cá. Đúng không? Thì vế đầu tiên là gì? Bạn đã từng đến làng SOS ở Việt Nam chưa? Tôi cá là bạn ắt hẳn là cảm thấy move, cảm thấy. Các bạn nghĩ đi, đối với cái trường hợp mà các bạn đến cái ngôi làng SOS của... Các bạn giờ nghe ngôi làng SOS chưa? Ngôi làng kiểu như là dành cho mấy cái bé mà tật nguyền này nọ, kiểu hoặc là bị mồ côi rồi đó. Nói chứ các bạn, nếu mà các bạn đi từ thiện đến đó thì các bạn sẽ cảm thấy gì? Các bạn thấy hoàn cảnh tụi nó thì các bạn sẽ cảm thấy gì? Cảm động. Đúng không các bạn? Thì chỉ move trong trường hợp này làm gì là dịch chuyển đó. Move là cảm động. Được chứ các bạn? Hồi bữa thầy đã nói với các bạn đó chính là tính từ ED và tính từ thêm in chưa? Tính từ thêm in là mô tả về cái gì? Ví dụ thầy bữa thầy nói các bạn bored và boring đó. Được chứ? Tính từ thêm in dùng để là diễn tả gì? Cái tính chất của đối tượng. Phải tính chất của đối tượng nha. Còn tính từ ED là dùng để mô tả cái cảm xúc của đối tượng. Thường là đa số là cảm xúc về người. Được chứ các bạn? Đó. Thì ví dụ các bạn coi bộ phim đi. Cái bộ phim đó rất là cảm động thì các bạn dùng moved hay là moving? Các bạn cái bộ phim đó rất là cảm động thì moved hay moving? Moving chứ, tính chất bộ phim. Và các bạn coi thì các bạn cảm thấy cảm động, các bạn muốn khóc thì lúc đó các bạn mới moved. Hiểu không? Thì trong trường hợp này là gì? Là tôi cá là bạn ắt hẳn không? Cái mớt không gì là phải các bạn ha, thì gì là ắt hẳn. Được chưa? Rồi, thì đối với chữ cá là không dùng hiện tại hoàn thành. Được chưa? Nó luôn là I bet dùng hiện tại được. Được chứ bạn? I bet. Cá. Nghe từ này giờ con đang quen thuộc mấy đứa ha?
Nếu đổ đá là chúng tôi bé luôn đó. Ngày hôm nay hơi bị liên quan World Cup mấy đứa ha. Dạ luôn hả? Giáo viên có chửi gì không? Xuống coi. Tôi cái là bạn Ác Hàng sẽ cảm thấy rất cảm động khi mà kiểu như là biết được một số cái cases, những cái cái trường hợp được các bạn, hoặc là những case thì gì là ca, ví dụ ca mắc bệnh này nọ thì dùng cái case xuống gì nữa, hiểu không? Còn chữ case nếu mà dùng tiếng Việt thì các bạn sẽ hiểu nó có nghĩa là gì các bạn? Ấp lấn, đúng không? Thì nó có hai case điện thoại á. Rồi con số 9, sau the last time thì dùng what's the word, vế sau. Mình có chữ since chưa? Since then, kể từ đó tới nay. Since then là kể từ đó tới nay thì dùng thì gì luôn? Hiện tại hoàn thành, thì chọn hai câu C, được chưa? Lần cuối cùng tôi đến Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long là 10 năm trước. Mọi thứ thì gì đây? Đã thay đổi rất là nhiều ở đó, kể từ đó đến nay tôi nghĩ là như vậy, has changed, được chưa? Câu số chục. Rồi năm in rồi, thầy có chữ in chứ các bạn, thì dùng thì gì? Quá khứ đơn. Một mình có ACD rồi đúng không? Vế sau xin đen là cũng thì dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Được chưa? Thì chọn thầy không? Có câu nào các bạn? Câu A đúng không? Nhưng mà cứ giúp con kỹ, coi về nghĩ nữa. Làm xong phải dịch nha. Gia đình của tôi đã chuyển đến Sài Gòn năm 2015. Kể từ đó đến đây thì I haven't had any chance là gì? Tôi không có bất kỳ cơ hội nào chứ. Tôi không có bất kỳ cơ hội nào để quay lại quê hương của tôi. Được chưa? Rồi bữa thầy mới làm cho bạn tới câu số mấy? Cái bạn 17 hả? Đây là hỏi luôn nè. Mười bảy đúng không? Vậy là 18 tới hai chi 11 câu nữa. Câu 18. I have never read a detective story before. Các bạn thấy sử dụng before trong câu phủ định thì các bạn vui lòng viết lại có gì các bạn? This is the first time, đúng không? Thì các bạn đôi khi các bạn không biết, ví dụ là các bạn không biết detective story là gì, kể nó nhưng mà nhớ công thức là được rồi. Đây là lần đầu tiên đúng không? Cái này phủ định, viết lại thì dùng khẳng định, đúng không bạn? Phủ định thì viết lại khẳng định. Đây là lần đầu tiên mà tôi đọc. This is the first time I gì đây các bạn, có never nữa không? Không nha. I read a detective, có before nữa không? Không. Tôi chưa bao giờ đọc một câu chuyện trinh thám trước đó bao giờ. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi đọc một cuốn truyện, story, một cuốn truyện trinh thám, được chưa? Nhớ thầy, detective đó chính là trinh thám á. Các bạn có thích coi phim trinh thám không? Ví dụ hồi xưa thầy nhớ thầy coi bằng thuyết thép hay mấy đứa Conan đó cũng là detective cái gì đó. Mà thấy người ta coi Conan nhiều mà xưa giờ thầy không mê Conan. Thầy đọc được chút xíu rồi thầy bỏ, thầy không có hứng thú gì chưa. Xưa giờ thầy không coi. Ủa xưa giờ thầy chỉ coi Doraemon không? Chuyện á thì coi Doraemon. Xin đúng rồi chính xác. Chạng Quỳnh. Rồi cô Tiên San. Không biết cô Tiên San hả? Giờ hết rồi đúng không? Giờ chắc hết. Đó chính là cuốn chuyện đã giúp mấy đứa sống thảo mai. Rồi công dân 10 điện. Thầy mắc cười. Nó có một cái video trên TikTok mà nó quay cái giọng bà Phi Thanh Vân mấy đứa sống như một nữ quý tộc Pháp. Em không bao giờ chỉ thực, em không bao giờ chỉ bài. Mấy đứa coi đó chưa? Sao tên hả? Em xin kính chào các sát. Rồi tới câu số 19. Lần cuối cùng mà tôi gặp anh ấy là khi tôi còn là học sinh. Thì các bạn viết lại là gì? Tôi đã đang quá khứ đơn thì viết lại hiện tại hoàn thành. Cái này có chữ last thì viết lại là hiện tại hoàn thành ở thể phủ định, đúng không? Là tôi đã không gặp anh ấy, đúng không? Tôi đã không gặp anh ấy, quên đổi lại thành seen, được chưa? I haven't seen
đó, sau đó là since ha. Him since I was student. Được chưa các bạn? Đây thì nó ra một câu đơn giản như vậy để cho các bạn kiếm điểm. Thế đó đầu. Không, thật sự đề thi năm mấy năm trước thì cũng đưa ra năm câu đơn giản vậy thôi. Nó ra câu khó, biết câu khó gì không? Hai câu mà hai câu mà kiểu như gầy gạt ra mắt các bạn điên vào á. Hai câu đó là hai câu cho các bạn bồi dưỡng thôi. Vậy hai câu đó em sai một câu hả? Không. Sai hai câu luôn. Sai chữ sau nhưng mà câu thứ hai sai một chữ. Mà sai chữ cũng bỏ luôn hả? Hay cũng có cộng điểm cho em một xíu. Câu đó khó lắm. Cô nói sao bỏ hai chữ vẫn được như vậy mà con sai con chữ. Nếu gặp thầy thì thầy vẫn vô duy. Cô nói vậy mà sao cái cô nói là do cái sai của em nghiêm trọng thì em sai gì mà nghiêm trọng? Đó là chị Ha thành Hát hả? Không, Hát thành Hát. Hát thành Hát thì cũng hơi nghiêm trọng chút xíu. Nếu mà thiếu màu từ thì còn nhân nhượng được chứ hơn nó hơi khó. Thì cái đó là số lượng rất là nhiều rồi, phải chia thành half chứ thầy chứ. Rồi tiếp tục câu số 20 chọc. Tập chốt. How long has it been since he graduated? How long has it been nó giống y chang là how long is it đó các bạn. Thì đổi lại thành gì thôi các bạn? When đúng không? Có công thức sẵn các bạn như hiện tại các bạn có thể thoải mái có công thức nhưng mà phải học rồi sau đó làm lại. Bữa giờ thầy quên gửi đề lại cho mấy đứa làm chứ giờ nói luôn, làm luôn chứ mới không quên. Hiểu không? Chứ mất công bữa giờ cũng nói mà quên, thầy hay quên lắm. Rồi, gửi đề cho mấy đứa. Cái đề này hả? Không, đây lúc 12. Đây, đó, mấy đứa có gì làm lại bài tự luận nha. Lè làm lè đó là bài đục lỗ bài đọc nè. Mỗi ngày phải tập luyện đục lỗ đọc. Câu số 20 thì là gì các bạn? Đã bao lâu kể từ khi anh ấy tốt nghiệp thì nói lại là gì bạn? When did thì không có last đâu, này đâu có last đâu đúng không? Tốt nghiệp thì lần cuối cùng là gì? Lần cuối cùng anh tốt nghiệp làm gì? When did he vậy thôi. Graduate thôi rồi, graduate nguyên mẫu. Có đích thì động từ nguyên mẫu. Được chưa? Có chấm hỏi thầy. Nhưng mà thầy nghĩ là đề thi trên trường, đề thi thật của mấy đứa thì không có câu dạng này đâu. Cái này chỉ đối phó đề thi kiểm tra trên trường 15 phút cho mấy đứa thôi. Rồi, xong chưa? Hơi nóng dư trời. Câu số 21. When did you last see Peter? Lần cuối cùng mà mày gặp Peter là khi nào? Thì when thì đổi lại là how long, đúng không? Y chang vì câu viết trên thôi. How long is it since, đúng không? Since you last saw Peter. Được chưa? Phải làm lại thường xuyên thôi các bạn, để các bạn nhớ. When did you last see Peter? Đổi lại how long is it since you last. Được chưa? Tại sao phía trên này last see mà cái này là last saw? Bởi vì phía trước mà là mình đã có did rồi, động từ nguyên mẫu. Còn phía sau này sau see là dùng quá khứ đơn. Đó. Phải how long is it nha. Mà các bạn biết how long is it là sai. How long has it been vẫn chấp nhận. Ok ha. Câu số 22. Tôi đã học tiếng Anh được 10 năm. Được chưa? Thì câu này các bạn viết lại là gì? Tôi bắt đầu. Đúng không các bạn? Cứ hiện tại hoàn thành đổi lại quá khứ đơn thôi. Chứ không thể là hiện tại hoàn thành đổi lại hiện tại hoàn thành. Chỉ có một trường hợp hiện tại hoàn thành đổi lại hiện tại hoàn thành, đó chính là gì? Cái vụ mà câu câu 18 nè. Nó đang phủ định thì đổi lại khẳng định, hiểu không? Rồi thì gì các bạn? Tôi đã bắt đầu học tiếng Anh. I started learning, đúng không? Learning English viết lại từ đầu tới cuối. Ê không được. Learning English. Cái gì nữa? Xong mà xin 10 năm mà 10 years ago. Yeah. Nhớ đổi lại phía sau nữa nha. Mấy gì nó rộn dễ sợ rộn luôn á. Lên đây nói nè. Ok. Nhớ sau star hoặc là begin thì động từ phải thêm in. Được chưa? 10 years ago. Sao em? Sao xuống đây vẫn chấp nhận sao đó. Nhưng mà thôi, bây giờ giáo viên trên trường
cái gọi là cái điểm trên trường cái lộn cái đó gọi là cái gì ta? À, ban đang trên điểm thì nó bắt buộc phải nó thêm in thôi, thêm in đi. Tu thì không có sao. Nó cũng nói nữa là sao trời. Bữa hôm sau là tách ra nha, thầy chắc chắn bữa hôm sau thầy tách ra cái nguồn kiểu vậy nói chuyện nữa là thầy không chấp nhận nha. Nhắc hoài cái liên tục không à. Rồi, tiếp tục. Câu 23, I'm not used to là tôi. Chứ mày chưa từng. I'm mà, chứ phải là I used to đâu. Tôi không có quen. Được chưa? Tôi chưa có không có quen. Sau tu này động từ thêm yên nha. Được chưa? Tôi không có quen sống trong một thành phố mà có tỷ lệ tội phạm cao. Được chưa? Thì chắc chắn là đây là cái lần đầu tiên đúng không? This is the first time tôi sống trong. I have cho thầy chứ. I have lived. So for the first time phải dùng hiện tại không thánh. Mấy cái lần là dùng hiện tại không thánh. Rồi so sánh nhất với sao phải dùng hiện tại không thánh. Được chưa? I lived in. Biết là từ đầu tới cuối. Được chưa? Đây là đầu tiên mà tôi sống trong một cái thành phố mà có tỷ lệ tội phạm cao. Đó mấy đứa vô Sài Gòn rồi mấy đứa biết cái cảnh. Một là mấy đứa đi đâu ví dụ như là cầm điện thoại thì cũng sợ đó. Thiệt. Cho nên về camera một thoải mái chứ. Nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều em hiểu không? Mình không có nơm nớp lo sợ. Ví dụ thầy đi nhà thầy á, nhà thầy ít khi mà đóng cửa, chỉ đóng cửa cổng thôi. Còn nhà là không bao giờ đóng chứ. Nhưng mà mùa này, nhưng mà đặc biệt mùa này thì thầy khuyên nhà mấy đứa là phải đóng cửa cẩn thận. Với lại chó nhà mấy đứa nữa cho nó vô nhà hết. Hiểu không? Một là mưa gió, thứ hai là nó sẽ bắt. Mấy chó cảnh thì không nói, thì chắc chắn không đứa nào bắt chó cảnh mà tụi nó ăn hết trơn á. Rồi nó bán thì được. Nó bán lấy tiền. Rồi tiếp tục con số 24. Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn. Tập chung. Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn một cái bữa ăn ngon đến như vậy. Thử đổi lại với thầy đó chính là gì? Tôi chưa bao giờ ăn, đúng không? I have never, hoặc là I haven't đi. I haven't had. Haven't had such. Rồi biết là từ đầu tới cuối thôi. A delicious meal. Được chưa? Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn cái bữa ăn ngon như vậy. Thì nói lại là tôi chưa bao giờ ăn một bữa ăn ngon đến như vậy. À, có lần before nó chết. Thế chứ before này mới đó. Chấm chấm là chết. Before, what before cái là bỏ nguyên câu. Rồi có 25. Vậy nhìn nhớ làm lại nha mấy đứa. Là Mary đã không gặp gì cô ấy kể từ cô ấy 8 tuổi. Thì nói lại một quá khứ đơn thôi là gì các bạn? The last time Mary met her aunt. Chữ H không bị sao rồi. Her aunt gì nữa? Sao xin đó là anh Hán? Was. Xin sao là was? Was hay nữa đúng rồi. The last time thì có was đúng không bạn? The last time Mary met her aunt was a year ago. Some years ago. The last time Mary met. Mary last đi, cái này phù hợp nhất. Mary last saw her aunt when she was a year old. Đây là cách ok nhất. Được chưa? Đúng không các bạn? Lần cuối cùng mà cô ấy gặp gì của Mary đó chính là khi cô ấy 8 tuổi. Làm cách này là cách an toàn nhất. Được chưa? Xin thì đổi là thánh. Quen. Ok ha. Để thì có thể ra một câu như thế này. Rồi tiếp tục câu số 26 kịp không các bạn? When did you last phone her? Lần cuối cùng mà bạn gọi cô ấy là khi nào? Để trang mấy câu hồi nãy thôi. How long gì? How long is it? Since đúng không? Since you last phone thì phải. Thêm đề. Phone her. Khi nào? Lần cuối cùng bạn gọi cô ấy là khi nào thì nói lại. Đã bao lâu bạn không gọi cô ấy? Đã bao lâu kể từ lúc bạn gọi cô ấy? Được chưa? Mấy câu này là có công thức sẵn, chỉ còn là làm thôi.
Rồi câu 27. Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem. Rồi tiếp tục. Tôi chưa bao giờ, đúng không bạn? I have, con này khó nha. I have never watched such, such the best, such a good movie, you know, before, đúng không? Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem, thì nói lại là gì? Tôi chưa bao giờ xem mà bộ phim hay đến như vậy trước đó, được chưa? Hoặc là I have never watched a more better movie, được chưa, than this before. Cái kia nào nó hơi bị dài. Hoặc là cái thứ hai, I have cũng được, watched a better movie than this before, được chưa? Phải là than this, hai cách các bạn. Có thể thay là this one cũng được, thay thế vào. I have never thì y chang như I haven't. Con làm câu khó nha. Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem, thì nói lại, tôi chưa bao giờ xem một bộ phim hay đến như vậy, được chưa? Hoặc là tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào mà hay hơn bộ phim này trước đó, hiểu không các bạn? Cách đọc được chưa? Cái câu thứ hai thì hơi bị dài dòng. Rồi tiếp tục câu số 28. Cô ấy là cái người complicated, là cái người gì đấy, phức tạp nhất mà tôi từng biết, được chưa các bạn? Thì y chang như là câu 27 thôi. I have never know chứ, đúng không? I have never know. Nếu mà dùng chữ met thì cũng không sai. Mà giờ tôi bài nó yêu cầu là dùng you know thì mình dùng you know. I have never know such a, thôi cái này mình phải dùng cái khác các bạn. Cô ấy là cái người phức tạp nhất mà tôi từng biết, thì nói lại là gì? Tôi chưa bao giờ biết bất kỳ người nào mà phức tạp hơn cô ấy, được chưa? Thì bao hơi bị phức tạp các bạn ha. I have never known a, giống cái cách hồi nãy thầy nói rồi, a more complicated person, rồi gì nữa, so sánh hơn thì phải có than, than gì, than her, rồi gì nữa, before. À, đây là cách ra một câu khó các bạn ha. Thầy nói lại, cô ấy là cái người mà phức tạp nhất mà tôi từng biết, thì nói lại, tôi chưa bao giờ biết bất kỳ ai mà phức tạp hơn cô ấy trước đó, hiểu không bạn? A more, tính từ, rồi sau đó là người, rồi sau đó phải chuyển then, được chưa? Then thì phải then ai đó. Tại sao hồi nãy phía trên tham được dùng là a more good? Bởi vì so sánh hơn của good là better. Cái này là liên quan tới so sánh hơn, kịp không các bạn? Ai thắc mắc gì không để thầy hướng dẫn lại. Nó làm một lần nữa đúng không? Bây giờ thầy nói lại nha. Cô ấy là cái người phức tạp nhất mà tôi từng biết. Thì câu này tại sao dùng hiện tại âm thanh? Bởi vì cái này liên quan tới kinh nghiệm. Về phía trước là so sánh nhất. Cách dùng này thầy đã nói chưa? Rồi, cô ấy là người phức tạp nhất mà tôi từng biết. Bây giờ thầy nói lại. Tôi chưa bao giờ biết ai, tôi chưa bao giờ biết một người nào mà phức tạp hơn cô ấy trước đó. Rồi chứ cô ấy phức tạp nhất mà, thì nó là đi, chưa bao giờ gặp người nào mà phức tạp hơn. Được chưa bạn? Đó, ok. Thì đối với cái trường hợp này so sánh nhất thì đổi lại so sánh hơn. Thì các bạn chỉ nhớ thầy công thức đó chính là gì? A more, tính từ, rồi sau đó là danh từ. Được chưa bạn? Rồi sau đó là phải cái chữ then. Then là phải then ai đó. Trong cụ thể này là ai đây? Cô ấy. She đang là chủ ngữ, cho nên là phải dùng chữ she. Còn đối với trường hợp đang dùng tân ngữ, cho nên phải dùng chữ her, chứ không được dùng chữ she. Được chứ bạn? Rồi câu này thì phải có thêm before nữa, giống như là câu nãy như mình làm thôi. Được chứ? Đây là đầu tiên, rồi sau đó là đây là cái gì đó nhất thì phải dùng before, dùng hiện tại không thành. Thưa các bạn ha. Thì cái này thì nghĩ thầy dịch qua dịch lại thì các bạn tưởng tượng được không? Rồi tiếp tục câu cuối cùng. Lần cuối cùng mà bạn đến thăm Đà Lạt là khi nào? À, when did you last? Thì đó là nãy giờ làm hoài rồi. How long is it since you last visited?
đúng không? Đà Lạt. Hỏi chấm. Ok ha, mà có dám hỏi thôi. Rồi bây giờ làm thầy một bài, mấy bài trắc nghiệm đi, hồi bữa mới làm tới cô mấy. Trang 9. Câu số mấy đây đó. Rồi giờ là 21 ha. Rồi câu số 21 cho các bạn là cái trang 9 chưa? Đề số 5 á. Có 29 21. Thấy được chưa? Bạn có thể bắt đầu thời dịch nè, bạn có thể giúp đỡ một đứa trẻ mà bị gì đây, không gì là với được chưa, mà bị cái gì đó việc học, chắc chắn là gì các bạn, ABCD cái từ nào quen thuộc, with gì đó các bạn, chắc chắn là disability đúng không, learning disability là gì các bạn, kiểu như là không có khả năng học đúng không bạn. Bạn có thể giúp đỡ một đứa trẻ mà bị gặp khó khăn về việc học by, bằng cái việc identify là gì, xác định hoặc là nhận dạng được chưa? Đó, xác định được gọi là cái phong cách học cơ bản hoặc là chính của đứa trẻ đó. Được chưa? Primary là cơ bản hoặc là chính các bạn ha. Ví dụ thầy có primary colors là gì? Màu chủ đạo. Cái gì là màu chủ đạo cũng được. Được chưa? Như thế gọi là màu chủ đạo. Là cái màu kiểu như là nó chiếm chủ yếu của một cái nào đó. Được chưa các bạn? Rồi, hoặc là primary color về lý thuyết nó sẽ là ba màu. Là ba màu gì các bạn? Đỏ, xanh và vàng. Bữa thầy nói cái này, thầy nói các bạn chưa? Chưa hả? Thì cái ba màu đó là ba màu chính. Tại sao nó gọi là ba cái màu chủ đạo các bạn? Tại sao không gọi là ba màu chính? Bởi vì không, ba cái màu đó là nó không thể được gọi là được tạo ra được. Nó là ba cái màu gốc. Được chưa? Rồi thì nhớ thầy, đó chính là primary, đó chính là chính hoặc là cơ bản. Hoặc là primary school là trường gì? Trường tiểu học thì bắt buộc là trường tiểu học là học những cái cơ bản trước, hiểu không? Rồi nhắc lại, identify là gì các bạn? Xác định hoặc là nhận dạng. Tiếp tục câu số 22 hoặc là chữ obstacle luôn các bạn. Obstacle là gì? Rồi học viết vào này, obstacle nó mang nghĩa là trở ngại. Obstacle là trở ngại hoặc là chướng ngại vật. Trở ngại hoặc là chướng ngại vật. Sao biết từ dụng vô thiệt? Trở ngại hoặc là chướng ngại vật. Rồi condition là gì các bạn? Điều kiện hoặc là bệnh. Được chứ các bạn, condition mang nghĩa điều kiện hoặc là bệnh. Được chứ? Rồi câu số 22. Học sinh và counselor. Counselor viết sao chính tả? Học sinh và counselor là ai? Chuyên gia tâm lý. Có thể làm việc với gì đây? Với những học sinh. Mình đang cần một cái gì? Ở giữa giới mạo xin lỗi, ở giữa giới từ và danh từ chắc chắn đang cần một cái tính từ. Thì ABCD là tính từ, câu B. Được chưa? Có thể làm việc với những trẻ em mà bị khuyết tật. Để find out là để gì đây? Tìm ra cái nhu cầu specific. Sao mà đặc biệt, nó phải special đó, đặc biệt. Specific là gì mình? Cụ thể. Đó, học cái đã rồi, giờ không biết specific là gì. Đó là gì? Specific. Cụ thể, được chưa? Tiếp tục câu số 23. Học sinh mà gì đây? Run into financial trouble thì học sinh mà gặp những cái vấn đề mà về tài chính, có thể get access, có thể được quyền sử dụng cái gì đây? Bữa thầy nói là access tôi là quyền sử dụng gì đó. Có thể có được quyền sử dụng làm gì các bạn? To the gì đây? To the, từ nào quen thuộc thì chọn thôi. The fund, được chưa bạn? The fund là gì các bạn? Cái quỹ thôi. Câu số 24, campus services là những cái dịch vụ ở khuôn viên
của viên trường học á, thì nó dedicated to là gì? Rồi, dedicated, học hay dedicated đồng nghĩa devoted. Dedicated đồng nghĩa với devoted, đi theo dưới từ tu hết nha. Cả hai đều đi theo dưới từ tu. Nó mang nghĩa là tận tụy, tận tâm. Rồi trong đó thầy có devote something to something, là dành trọn cái gì đó cho cái gì đó. Devote, cái này lên dưới lớp 1, lớp 12 sẽ học lại. Giờ học trước. Dedicated và devoted đó chính là tận tụy, tận tâm, cống hiến này nọ kiểu đó. Còn devote something to something là dành cái gì đó cho ai đó, dành cái gì đó cho cái gì đó. Ví dụ đơn giản là gì? Uncle Hồ Chí Minh devoted his entire life to his homeland, to his country. Đơn giản là gì các bạn? Bác Hồ đã dành trọn, devoted his life mà, cả cuộc đời của bác cho quốc gia, được chứ các bạn, cho quê hương tổ quốc, hiểu không? Rồi là như vậy. Thì câu này là gì? Câu này như bạn, những cái dịch vụ ở khuôn viên trường học đã kiểu như là gì? Cống hiến hết mình nhằm gì đây? Tìm kiếm được cái gì tốt nhất cho mỗi học sinh bị khuyết tật. Chắc chắn là những cái solution là gì? Giải pháp. Văn là phù hợp không? Chắc chắn phải tìm được giải pháp rồi chọn thầy con. À, không thể tìm kết quả tốt nhất. Obstacle nhắc lại nó nghĩa là gì? Trở ngại, vật cản, chướng ngại vật, đúng không? Câu 25. Cái này chắc tôi đã học rồi đúng không bạn? Rồi, gọi là cái bảng chữ cái này, nó đã được, cái này dùng quá khứ đơn, cái việc tạo thì tạo trong quá khứ thôi. Nó đã được tạo ra bởi cái ông này. Người mà gì đây? Người mà cái gì đó đã bị đó sau một tai nạn. Chắc chắn là bị gì các bạn? Bị mù, cái nào mù đây? Who go? When đổi thành when? Blind. Được chưa? Cái này bị mù các bạn ha. Các bạn có biết cái bạn chữ cá đó không? Các bạn vô thang máy các bạn sẽ thấy cái chấm. Nó chữ nổi á, đang gọi là bạn chữ cá chữ nổi á. Người bị mù thì người ta sẽ nhìn, người ta sẽ sờ, người ta sẽ nhận dạng được. Còn người câm, người bị câm thì người ta sẽ dùng như các bạn, người câm hoặc là người có một ký hiệu sign language. Được chưa? Xong ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ ký hiệu sign language. Được chưa? Đây nè. Nhớ hãy đi theo với động từ go nha. Go blind. Được chưa? Là bị gì các bạn? Bị câm điếc. Được chưa? Bị trở nên câm điếc. Ví dụ thầy vừa mới đi ăn một quán chay, đó chính là go green. Go green là gì? Sống xanh, hiểu không các bạn? Rồi, câu 26. Mọi người có thể giúp đỡ the needy là ai? Những người bị thiếu thốn. By bằng việc making á. Making gì đây? Making a. Chắc chắn là sao a? Nó phải là một cái danh từ đúng không? Making a gì đây? Donation. Chọn này câu B. Donor là ai các bạn? Người quyên góp hoặc là nhà hảo tâm. Hiểu không? Rồi làm đề số 5 luôn, trang số 9 luôn. Rồi các bạn, kiểu cái này nó là một trong những cái gì đó nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Chắc chắn là cái đang còn một cái danh từ đúng không các bạn? Phát minh thì A, B, C, D, nhưng mà chọn con nào? B. Còn B tại sao được chọn A? Bởi vì sau one of phải là luôn là danh từ số nhiều. Ủa thầy, cái này dù là thầy nói chưa? Rồi đúng không? Sau one of danh từ số nhiều. Một trong những cái phát minh greatest là gì, là vĩ đại nhất. Chứ không gì là tuyệt vời nhất nha các bạn. Vĩ đại. Great là to lớn á. Vĩ đại, vĩ là to rồi, hiểu không? Rồi câu số 12. Không đâu giống em. Nó chỉ là về cái câu cái chữ đổi thôi. Còn về cái dùng cách khác mà hồi nãy câu kia là 26. 25 chứ. À câu này bị giống hai vậy thôi bỏ. À 12 là từ câu số 11. Câu 13. Chúng tôi không thể nghe bất kỳ cái gì
do gì đây, do cái tiếng ồn gì đó của cái drum là của cái trống bên nhà hàng xóm đang chơi. Câu này ở trong sách nó có, chọn gì cô giữ bạn? Deafening. Được chứ, bạn chọn thầy câu C. Đây còn một tính từ mới đúng không? Được chứ, thì tính từ mình, các bạn nhớ câu A, mình không dùng là deaf noise, mình chỉ dùng là deafening. Deafening noise là tiếng ồn. Như thế nào các bạn? Muốn điếc cả tai. Được chứ bạn, deafening noise đó chính là tiếng ồn điếc cả tai. Được chứ? Chuẩn bị sắp tới là chuẩn bị nguyên cái hàng xóm của thầy nó sẽ cứ suốt ngày cứ nhạc Tết, rồi sau đó là vừng lá me bay, rồi tàu anh qua núi, rồi nó nhức đầu. Mệt. Sợ lắm. Rồi long phụng xung vầy ở trời, tôi nói ám ảnh. Rồi tiếp tục câu số 14 quý vị. Các bạn thấy believe, tập chung believe và động từ chắc chắn trước đó là một cái chủ ngữ, trước động từ phải là chủ ngữ đúng không bạn, mà chủ ngữ là phải là danh từ. Thì chọn cái gì các bạn, quá dễ. Rồi như tại sao chọn câu C? Cái này đang số nhiều đúng không? Volunteers. Volunteer nhắn vui thứ mấy? 3. Các bạn cứ thấy hai chữ E đúng cuối cùng thì đa số nó sẽ trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đó luôn. Được chứ bạn? Bây giờ có employee là ai? Nhân viên á, hiểu không? Call a career. Đúng rồi, chính xác. Thì dịch nè. Tôi khỏi dịch em mệt. Có số 15 luôn. Gọi là vào những kỳ nghỉ hè thì những sinh viên đại học willing to sẵn sàng take part in, tham gia vào cái việc ở đây giảng dạy trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng núi hoặc vùng sâu vùng xa. Remote area là vùng sâu vùng xa đó đúng không? Được chưa? Thì vùng núi thì mình đang còn một cái gì các bạn? Tính từ. Được chưa? Thì cái này tính từ quá dễ không? B. Mountainous. Được chưa bạn? Mountain area là những cái hả? Ngủ kiểu đó biểu. Rồi mountain area đang còn tính từ các bạn ha. Có số 16. Những người mà with disabilities, rồi cho những người mà bị khuyết tật thì luôn luôn phải còn phải được chăm sóc. Need to be looked after. Đây bị động các bạn ha. Thì chọn thầy look after, con này quá dễ rồi. Câu số 17. The lottery winner là ai? Người mới trúng sổ số. Thì như nào đây? Sẵn sàng chi một cái số tiền khổng lồ lớn để gì đây? Để kiểu như trao tặng cho quỹ từ thiện cho những người mà bị thiếu thốn. Thì ghi gì các bạn? Give away. Được chứ các bạn? Mình hay có mấy cái chương trình mà give away rồi các bạn, các bạn biết không? Trao tặng gì đó. Ví dụ như là cái vụ mà cái gì cái tiệm áo gì mới mở á, ở Judy gì đó, nó chuẩn bị đang give away gì, nó bốc thăm gì đó đúng không? Hả? Ờ đang có, ờ thầy biết mà, bạn thầy làm trong đó mà. Tô 6 hả? Ờ thầy nhìn mấy cái màu đó là thà mua trên mạng còn hơn. FM cũng vậy hả? Rồi, học thầy considerable tính từ mang nghĩa là gì, tập trung. Considerable tính từ mang nghĩa là gì? Đáng kể, to lớn, đúng không? Considerable là đáng kể hoặc là to lớn. Sum là một cái gì, là gì các bạn? Một số tiền. Được chứ các bạn? Hoặc một số tiền, sum, sum of money. Tiếp tục câu số 18. Câu này hơi khó nha. Câu này con thử cứ làm. Rồi câu số 18 làm luôn đi. Nếu mà đề thi nó có ra thì các bạn biết chọn. Ừ, không anh chọn con đê em. Volunteer team là một cái nhóm tình nguyện. Student gì đó, học sinh mà bị gì đây? Kiểu như là bị những khiếm khuyết về nhận thức, về gọi là cơ thể, về nghe, nói chung là những cái bệnh nói chung á, những cái bệnh mà khiếm khuyết nói chung đó. Được chưa? Mỗi 2 tháng để cho họ gì đây? Cho họ là cho ai? Cho những bạn học sinh này.
Được chưa? Cả về sự hỗ trợ và tài chính và tinh thần. Spiritual là thuộc về tinh thần đó các bạn. Được chưa? Rồi thì câu này mình sẽ chọn là gì các bạn? Mình chọn đó chính là call on, đó chính là đến thăm. Nhưng mà cái call on nó hơi ít ra cho nên là thôi, nhớ mặt chữ là được rồi, chứ đề thi nó không ra đâu. Call on kiểu như là gọi ra thôi em. Còn call off nó mang nghĩa là hủy bỏ. Hả? Call on là đến thăm. Câu số 19. Nếu mà một người gì đây, nếu mà một người mà muốn tham gia vào một những cái tổ chức từ thiện, ví dụ như là cắm trại mùa hè xanh, rồi là chiến dịch thứ bảy xanh, rồi blood donor là gì các bạn, hiến máu tình nguyện, thì là người đó là phải đây, phải chắc chắn là mình form là cái gì rồi, một cái đơn rồi đúng không, thì phải điền vào một cái đơn, đó chính là filling. Điền, rồi cái bạn fill in là điền á, điền vào á. Fill in. Điền vào một cái form đăng ký, một cái đơn đăng ký các bạn ha. Application form là đơn đăng ký. Câu số 20. Một cái tổ chức dành cho gì đây? Phát triển giáo dục. Thì đã gì đây? Cooperating là gì? Hợp tác, được chứ bạn, cooperated là hợp tác. Hợp tác với trường chúng tôi để gì đây? Để chắc chắn là phải để set up. Đúng không bạn? Đó. Set up gì đây? Set up là gì các bạn? À, thành lập. Đúng không bạn? Đó, thành lập. Hoặc kiểu như là trong trường hợp là gì? Không, như là thành lập những cái lớp tiếng Anh miễn phí. Mở ra những cái lớp tiếng Anh miễn phí. Hiểu không? Cho người nghèo ở trong khu vực. Được chưa? Ba tự nhiên khỏi biết cũng được, ai không biết thì put away kiểu như là cất đi. Put off là kiểu như là trì hoãn, set off là khởi hành. Nhưng mà thằng nghĩ là cũng nên biết để sau lần lớp 12 các bạn sẽ học. Put away đó chính là cất đi. Vì put away your books, put away your phone. Được chưa? Rồi put off đó chính là trì hoãn. Còn set off đó chính là khởi hành. Ai không biết có thể học. Còn không thôi cũng được. Rồi làm 20 câu này thôi, vì nhảy sang các bài đục lỗ. Bữa hôm sau làm tiếp nhiều lắm. Để giờ thầy kịp với coi bài nào lỗ nè. Làm cho thầy bài nào đây. Trang số 6. Lẹ 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 quý vị, lẹ lẹ lẹ. Bài đục lỗ hơi khó nha. Làm nè. Cái bài này 2 for 10 means. Phải bài này không? Ủa thôi bài này nó không có hay cho lắm. Làm thêm bài này đi. Trang số 4. A success story. Cái bài này nó khả năng ra cao hơn là bài kia. Một câu chuyện về thành công. Thấy chưa? At 19, at the age of 19, vào năm 19 tuổi, Ben Way is already, đã là một gì đó các bạn? Tỷ phú. Được chưa bạn? Là triệu phú. Một trong những gì đây? Và thằng đó là một trong những gì các bạn? Một trong những cái thành viên thanh thiếu niên đang trưởng thành. Được chưa? Người mà có, người mà đã, đúng không? Người mà đã cái gì đó fortune. Nãy thầy dạy cho fortune đi theo động từ đó chứ. Đó, thấy chưa? Rõ ràng mới dạy nó qua. Thấy chưa các bạn? Make their fortune. Được chưa? Người mà đã kiếm được gì đây? Kiếm được lợi nhuận through the internet, nhờ vào internet. Được chưa? Chấm 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 câu số 2. Makes Ben's story all the more remarkable is that. Được chưa? Rồi các bạn thấy ngay đây, chữ is ngay đây, có to be ngay đây rồi, thì chắn trước đó nó là một cái chủ ngữ, mà chủ ngữ nó phải là một cái danh từ. Được chưa? Rồi thì câu này các bạn sẽ chọn cái gì? Mấy cái đứa mà học IELTS thầy thì chọn thử coi. Câu số 2. Hai đứa này chọn đi.
Rồi, chính xác. What, lý do tại sao? What để tạo thành một cái gì? Một cái mệnh đề gì? Đúng rồi, mệnh đề danh từ sẽ dịch là gì các bạn? Cái mà makes Ben's story. Cái mà gì đây? Dịch thành tiếp đi các bạn. Cái mà make là gì? Làm cho, khiến cho. Cái mà khiến cho câu chuyện của Ben nó trở nên gọi là remarkable. Nó mang nghĩa là nó xuất chúng, hoặc là nó xuất sắc, được chưa? Hoặc là nổi bật, được chưa? Thì các bạn học lại remarkable chính là xuất sắc hoặc là nổi bật. Thấy remarkable chưa? Học lại từ này nha. Xuất sắc hoặc là nổi bật, remarkable. Xuất sắc hoặc là nổi bật. Nó sẽ đồng nghĩa với từ outstanding tí nữa. Nếu mà còn thời gian làm bài đọc kia thì nó sẽ thấy gặp lại cái từ outstanding. Xuất sắc hoặc là nổi bật, outstanding. Làm những cái bài này các bạn cố gắng là tập trung nha, để mình hiểu nội dung của bài. Cái điều các bạn nhớ chữ what, nó không phải là câu hỏi, nó nằm trong câu khẳng định. Thì thầy dịch cái đó chính là cái mà. Được chưa? Bạn làm chủ ngữ trong câu, được chưa? Cái mà khiến cho câu chuyện của Ben nó trở nên là nổi bật hơn, đó chính là Isaac, đó chính là cái việc anh ấy dyslexic. Cái từ này các bạn phải biết cũng được. Dyslexic kiểu như là bị một cái chứng khó đọc, được chưa? Từ này từ nâng cao, thầy nghĩ là cũng không biết, bị chữ khó đọc, được chưa? Là anh ấy gặp cái chứng khó đọc và was gì đó by teachers at his junior school, và được gì đó, đúng không bạn? Và được gì đó bởi giáo viên ở trường cấp 1, được chưa? Đó, thì câu số 3 còn gì đây? Và được told, suggested, said, đang nói gì, báo cáo gì, đúng không? Cứ đọc tiếp đi. Và được cái gì đó bởi nhiều giáo viên ở trường cấp 1 của anh ấy rằng là anh ấy sẽ không bao giờ có khả năng đọc hay là viết, được chưa các bạn? Rồi thì câu này các bạn sẽ chọn gì? Was gì đây? Được nói, được chưa? Thì đối với trường hợp này, được kể lại á, chứ không phải được nói nữa. Và được kể lại bởi nhiều giáo viên, cái việc kể. Kể thì dùng từ gì? Say. Sao mà kể được em? Cái nói là say a story không? Phải là gì? Tell a story. Hiểu không các bạn? Kể thì dùng động từ say, tell. Quá khứ là, quá khứ cuộc 3 của nó là told. Và được kể lại. Và kể, được kể lại bởi nhiều giáo viên ở cái trường cấp 1 là anh ấy sẽ không có bao giờ có khả năng mà đọc hay viết một cách gì đây? Một cách thoroughly là gì bạn? Một cách triệt để, hoàn toàn. Biết bài chữ thoroughly đó chính là triệt để. Vì thầy nói là gì? Oh, I understand thoroughly what you are saying. Được chưa? Là gì? Tôi hoàn toàn hiểu những cái việc mà bạn anh đang nói. Được chưa bạn? Rồi, câu B, properly thầy đã dạy rồi, là như bạn một cách đúng đắn, một cách phù hợp. Được chưa? Một cách đúng đắn, một cách phù hợp. Totally là gì các bạn? Hoàn toàn rồi. Absolutely đây cũng là gì luôn? Hoàn toàn, tuyệt đối luôn. Được chưa? Absolutely, hoàn toàn, tuyệt đối. Ví dụ như là I absolutely agree with you. Là tôi hoàn toàn, tôi tuyệt đối gọi là đồng ý với bạn, hiểu không? Thì ra câu này các bạn sẽ nghĩ chọn gì? Là anh ấy sẽ không bao giờ có khả năng đọc và viết một cách gì? Đúng rồi, properly. Được chưa bạn? Vì viết một cách đàng hoàng á, hiểu không các bạn? Thì câu này sẽ chọn properly. Không bao giờ có khả năng viết hay là đọc một cách đúng đắn, đàng hoàng. Được chưa? Phù hợp. Hỏi gì là đúng thôi. Ok. Rồi, ông này ông nói là gì? Tôi muốn là gì đây? Prove này, tôi muốn chứng minh họ, họ là ai? Giáo, sao mình nghiêng nói em? Giáo viên á. Được chưa? Tôi muốn chứng minh rằng là họ gì đây? Họ, họ sai. Prove them wrong. Đúng không các bạn? Thì chọn thầy câu C. Không có dụng mà prove them untrue nha. Prove them wrong. Ok.
Rồi. Rồi kể cha nội Ben này kể lại một cái người ở đây, creator and director, một cái người sáng tạo và giám đốc của cái Way Search, một cái công cụ tìm kiếm trên mạng mà có thể được sử dụng để tìm kiếm goods, tìm kiếm gì? Hàng hóa trên những cái trung tâm thương mại online. Được chưa các bạn? Thì trong trường hợp này engine là gì các bạn? Cái động cơ hay là thầy gì là công cụ? Search là tìm kiếm đúng không? Thì nhớ thầy search engine. So tell me what is the biggest search engine on the internet? What is the biggest search engine in the internet, on the internet? Google, đơn giản thôi, đúng không? Rồi thì engine là động cơ hoặc là công cụ, search là tìm kiếm. Rồi, goods trong trường hợp goods mà thêm s đó chính là hàng hóa nha các bạn. Goods hàng hóa. Rồi tiếp tục, khi mà anh ấy 8 tuổi thì his local authority là gì? Chính quyền địa phương của anh ấy. Thì cái gì anh ấy? Một cái PC là một cái gì đây? Máy tính bàn. Một cái loại là máy tính cá nhân. Được chưa bạn? PC là gì bạn? Personal computer á. Được chưa? Máy tính cá nhân. Để chắc chắn là cho đấy đúng không các bạn? Thì chọn gì? Cái này chọn gay. Bởi vì có chữ dưới từ with phía sau. Đi theo với động từ gì? Trong cái này, cái này đi theo với động dưới từ with. Provide someone with something. Nhớ này, cung cấp ai đó cái gì đó hoặc là cho ai đó cái gì đó. Tiếp vào đó học nha, lớp 12 sẽ học lại cái vụ provide someone with something nha. Ví dụ kết hợp từ vựng nãy giờ mình học. Google, which is the biggest search engine on the internet, gives everyone a considerable amount of information. Hoặc là thầy nói lại, Google, which is the biggest search engine on the internet, provides users with a considerable amount of information. Thầy đọc rất là chậm á. Thử lại nha, bây phòng nghe, tập nghe cho mấy đứa luôn. Google, which is the biggest search engine on the internet. Nghe kịp không? Google. Dịch thầy đi các bạn. Which is the biggest search engine in the internet? Cái mà là cái công cụ tìm kiếm lớn nhất trên internet. Provides users. Cung cấp cho người dùng with a considerable amount of information. Mới học chữ considerable chưa? Lượng thông tin đáng kể to lớn đã kiểu như là cho người dùng những một cái lượng thông tin mà khổng lồ. Được chưa bạn? Đó kết hợp từ vựng chứ. Đó là như vậy. Rồi. Thì nhớ thầy provide someone with something nha, để cho cái ông này một cái máy tính cá nhân để kiểu như là hỗ trợ cái việc học trên trường. Although mặc dù là anh ấy gì đây? Although he was gì đó to read the manuals. Được chưa? Mặc dù anh ấy bị cái gì đó, was gì đây? Mình coi đáp án thôi, impossible, unable, disabled, incapable thôi. Mặc dù anh ấy không có khả năng thôi, unable thôi. Còn impossible là gì? Không thể nào, đúng không bạn? Không tài nào. Được chưa? Trong trường hợp này là không có khả năng thì he was unable, được chưa? Nếu mà chọn ô D thì nó là khác các bạn. Bởi vì incapable nó cũng mang nghĩa là không có khả năng. Nhưng incapable nó sẽ đi theo giới từ of. Cái này như thầy đã dạy rồi. Được chưa? Unable to nhưng mà incapable of. Ok. Chữ manual kiểu như là những cái bạn viết tay á, các bạn không học cũng được. He had a natural ability with the computer. Mặc dù là không có khả năng để đọc những cái bảng viết tay, nhưng mà anh ấy là có một cái natural ability là gì? Nhưng lại có một cái khả năng bẩm sinh, thiên bẩm về máy tính. Được chưa? Và cái gì đó bởi bố của anh ấy thì anh ấy đã sớm bắt đầu gì đó. Được chưa? Thì câu này câu khó các bạn ha. Để thầy coi thử coi. Encouraged. Animated. Invited. Invited. Không thể được mời. Không thể được hứa. Được khuyến khích. Được cổ vũ. Được động viên. Thì trong trường hợp này, bởi vì anime nó cũng mang nghĩa là động viên cổ vũ. Anime kiểu như là làm cho sinh động, làm cho sống động. Các bạn có biết animation không?
Animation là gì các bạn? Phim gì đấy? Phim hoạt hình. Nhưng mà animation danh từ mang nghĩ là cái việc sự sống động. Được chưa? Thì trong trường hợp này anime, cái từ này từ khó các bạn ha. Thì ai còn biết thì có thể viết vào. Anime là làm cho sống động hoặc là kiểu như là cổ vũ khuyến khích. Được chưa? Thì trong trường hợp này thầy sẽ dùng đó chính là từ animated. Bài này bài khó các bạn ha. Mà bài khó như vậy thì khả năng ở đây trên trường mấy đứa cao nha. Ủa đúng mà, thiệt mà. Bài đục lỗ bài khó. Và được khuyến khích bởi bố mẹ. Bố nãy anh ấy đã sớm bắt đầu gì đây? Đã bắt đầu. Câu này cũng khó luôn nè. Đã bắt đầu gì đó người 10 đô mỗi tiếng cho cái kiến thức và kỹ năng của nãy. Được chưa? Bởi vì nó giỏi máy tính mà, cho nên nó đã suy nghĩ cái việc đó chính là gì đây? Charge, gì không biết nghĩa đúng không? Borrow là cho mượn nè. Owe là gì các bạn? Hả? Nên đâu có chữ N đâu mà sở hữu. Owe này mới là sở hữu. Còn owe này là nợ. Được chứ bạn? Rồi. Còn lend là gì các bạn? Cho mượn. Thì các bạn nghĩ đi, thì mình có cho mượn không? Là cho người ta mượn, mình có mượn người ta không? Tụi mình bắt đầu mượn người ta làm gì, cho nên là câu. Nhưng mà thêm một cái nữa, chữ ô này các bạn biết nghĩa là nợ rồi. Cho nên là BCD như thế nào rồi? Bỏ, chỉ còn câu gì thôi? Câu A. Thì học là chữ charge. Được chưa? Các bạn có hay nghe chữ chạc không? Chạc tiền á. Không biết nghe chữ chạc tiền hả? Chạc tiền kiểu như là bắt người ta trả tiền á. Được chưa? Ví dụ như là cái gì? Ví dụ như là các bạn đi bay, các bạn đi club đi, mà các bạn không uống rượu ở trong quán, không uống bia ở trong quán đó, mà các bạn đem bia hay đem rượu vào quán thì chắc chắn là quán đó nó phải chạc tiền các bạn cái chai rượu đó. Các bạn hiểu thầy nói hay không? Chạc tiền là như vậy. Ok các bạn ha. Thì thầy nghĩ là các bạn phải làm quen với cái từ chạc tiền này, bởi vì sau này vô Sài Gòn hay là đi Nha Trang mấy đứa làm mấy đứa Sydney thì chạc tiền rất là nhiều. Được chưa? Hoặc là các bạn mà đi nhà hàng đi, thường nhà hàng sẽ chạc bạn 5% phí gì các bạn biết không? Phí dịch vụ. Hoặc là 10% phí gì? Thuế. Cho nên là sau này mấy đứa đi nhà hàng cao cấp hay là đi bar, đi club thì đa số các bạn sẽ bị chạc 15% hai cái tiền đó.